mình xin giới thiệu các bạn mô hình nhà chống lũ. Mô hình này khác với những mô hình khác ở chỗ nào? Mô hình có thể giúp ngôi nhà nâng lên cao, khô ráo, không bị trôi đi khi mực nước lũ tràn về. Và làm được điều này, kết cấu ngôi nhà bao gồm những chiếc phao nổi. Ở đây, chúng tôi sử dụng những chiếc chai nhựa rỗng được đậy thật kín, 4 cột trụ chắc chắn để cố định 4 góc nhà, 1 chiếc neo, 1. Khi nước lũ tràn về, nước lũ sẽ tác dụng lực đẩy Archimedes lên ngôi nhà. Lực này cùng phương như ngược chiều với trọng lực của ngôi nhà và có độ lớn được xác định bằng công thức FA bằng D nhân V. Trong đó, FA là lực đẩy Archimedes, D là trọng lượng riêng của chất lỏng và V là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. Khi độ lớn của lực đẩy Archimedes bằng với trọng lực của ngôi nhà thì ngôi nhà bắt đầu nổi lên mặt nước lũ. Lúc này nước lũ dâng lên đến đâu thì nhà sẽ nổi lên đến đó. 4 cột trụ đã cố định nhà nên giúp ngôi nhà không bị trôi xa. Khi nước lũ dâng cao đến gần chiều cao của cột trụ, hệ thống neo sẽ giúp níu giữ ngôi nhà lại. Các bạn thử làm mô hình nhé!